Đây là một em xiên tóc. 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 Wow, bữa nay lặt nó mai luôn ta. Wow, bữa nay lặt nó mai luôn ta. Ủa, cái gì vậy? Cái gì hay? Cái bốn sừng này á. Ủa, sao gì mà bốn sừng? Em không biết luôn á. Thôi bây giờ mình nuôi nó đi để mốt con. Quỷ bọ ngựa là con quỷ hiện thân của nỗi sợ bọ ngựa. Không có quá nhiều thông tin về khả năng của nó. Khi ký kế ước với quỷ bọ ngựa, chúng ta có thể triệu hồi các chi của nó dưới dạng lưỡi liềm bằng cách vỗ tay. Ở ác cuối phần 1 đầm Makima, hai thợ săn quỷ của Cục Bảo an Công cộng, dưới sự điều khiển của Makima. Những điều bạn có thể chưa biết. Phần 20. Sát thủ vô hình. Bọ ngựa là một loài côn trùng bí ẩn, kỳ dị không chỉ từ hình dáng. Đã biết vòng đời của chuồn chuồn chưa? Đầu tiên chuồn chuồn cái sẽ đẻ trứng trên mặt nước, trứng sẽ nở ra những con ấu trùng non. Những con ấu trùng non sẽ sống dưới nước, chúng không có cánh, nhưng có cái đầu và đôi mắt to đặc trưng của chuồn chuồn. Ấu trùng non sẽ dành gần 4 năm để săn bắt côn trùng hoặc cá con làm thức ăn. Sau khi đã có đủ kích thước cơ thể và điều kiện mùa xuân ấm áp, chúng sẽ bò lên mặt nước lột xác thành chuồn chuồn trưởng thành. Lúc này chúng đã có thể bay, thức ăn chủ yếu là các loài côn trùng nhỏ khác như ruồi, muỗi. Ở giai đoạn này, chúng chỉ sống được tối đa 6 tháng để thực hiện chức năng duy trì nòi giống,